Làm cách nào để thu hút được căn nhà mà bạn mơ ước? Đây là câu hỏi mà Jenny đã nhận được từ một số học viên của Jenny, và Jenny nghĩ rằng có thể các bạn cũng đang tò mò muốn biết cách để hiện thực hóa điều này. Vì thế trong video hôm nay, Jenny sẽ giúp cho các bạn liệt kê ra những bước cụ thể để thực hành việc thu hút căn nhà trong mơ của bạn bằng luật hấp dẫn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và comment xuống bên dưới video để chia sẻ thêm cho Jenny biết về cảm nhận và hành trình thức tỉnh, phát triển bản thân của bạn trong thời gian qua như thế nào nhé. Hello mọi người, mình là Jenny. Trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước quan trọng nhất để có thể thu hút được ngôi nhà mà các bạn mong muốn. Và để làm được điều này thì bước đầu tiên đó chính là đặt mục tiêu. Đây là một bước cực kỳ quan trọng để bạn có thể thu hút được chính xác những gì mà bạn muốn. Do đó, điều bạn cần làm chính là hãy viết xuống một danh sách, lên một cái list miêu tả rõ ràng về căn nhà mà bạn muốn có. Chẳng hạn như căn nhà đó trông như thế nào, nó là một căn nhà cao tầng hay là một căn hộ nhỏ ấm cúng, trong đó có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm, hay căn nhà của bạn ở vị trí quận, huyện, thành phố hay đất nước nào vân vân. Điều này nghĩa là bạn cần phải liệt kê ra thật rõ ràng chi tiết các đặc điểm mà căn nhà bạn muốn có là gì. Bởi vì bước đầu tiên chính là phải bắt đầu làm cho căn nhà xuất hiện được trong suy nghĩ của bạn. Bởi vì như câu nói chúng ta vẫn hay nghe là cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay. Ok, và bước thứ hai đó là phải làm cho suy nghĩ này trở thành niềm tin của bạn. Lý do là bởi vì nếu chỉ suy nghĩ không thì nó sẽ không thể xảy ra được, mà nó còn cần phải kết hợp với niềm tin và cảm xúc tích cực nữa. Chẳng hạn như nếu bạn chỉ có mong muốn hay là suy nghĩ về căn nhà đó, nhưng tâm trí hay là tiềm thức của bạn lại kiểu tôi không tin làm thứ quái nào mà mình có thể có được căn nhà như vậy, thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ có được ngôi nhà đó. Do đó, chúng ta cần phải loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi ra khỏi tâm trí của mình bằng phương pháp hành trình. Có nghĩa là bạn sẽ phải vẽ nên một hành trình bắt đầu từ vị trí hiện tại của bạn, nơi bạn đang đứng hay là những gì bạn đang có, và liệt kê ra những bước đi cụ thể để giúp bạn đến được với ngôi nhà của bạn. Lý do là bởi vì có rất nhiều những bạn đặt ra những mục tiêu lớn, và khi mà bạn nhìn vào những mục tiêu này thì bạn lại cảm thấy choáng ngợp, bởi vì bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, và kết quả là bạn sẽ không tin những gì mà bạn có thể đạt được. Do đó, giải pháp ở đây là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật gọi là chunking, và bạn sẽ tách nó ra thành những mục tiêu nhỏ hơn để bạn từng bước một đạt được những mục tiêu nhỏ này. Và mỗi khi mà bạn đạt được những mục tiêu nhỏ như vậy thì bạn sẽ lại càng có thêm niềm tin rằng bạn sẽ có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn, đó là căn nhà của bạn. Chẳng hạn như đầu tiên bạn sẽ đặt ra mục tiêu nhỏ là sẽ phải kiếm được thêm tiền. Vậy thì bạn cần phải đi học thêm, nâng cao trình độ, lấy được thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ, và bạn sẽ được thăng chức, và đương nhiên là tiền lương của bạn cũng sẽ tăng theo. Hoặc là bạn sẽ bán thêm hàng hóa, sản phẩm khác, bạn quảng cáo, làm marketing nhiều hơn, và bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn, thì lẽ dĩ nhiên là lợi nhuận của bạn cũng sẽ được nhiều hơn. Điều quan trọng ở đây là bạn cần phải biết được chính xác số tiền mà bạn mong muốn có là bao nhiêu, hay là căn nhà mà bạn muốn mua trị giá bao nhiêu, để từ đó bạn có thể đặt được mục tiêu là kiếm ra được đúng số tiền mà bạn muốn. Chẳng hạn như căn nhà trị giá 5 tỷ, thì bây giờ bạn biết rằng mỗi tháng bạn cần phải kiếm được số tiền là bao nhiêu để sau 1 năm, 2 năm hay 5 năm nữa là bạn sẽ có đủ tiền để mua căn nhà đó. Bởi vì chỉ khi nào bạn biết được chính xác số tiền mà bạn cần kiếm được hàng tháng là bao nhiêu, thì lúc đó tiềm thức mới bắt đầu vận dụng hết mọi nguồn lực để giúp bạn tìm ra giải pháp và kế hoạch để thực hiện nó. Và khi mà bạn bước đầu đạt được những thành công nhỏ rồi thì niềm tin của bạn sẽ
càng được củng cố mạnh mẽ và tần số cảm xúc của bạn cũng sẽ được thay đổi. Ngoài ra, nếu như bạn nào chưa download tấm séc kỳ diệu dùng cho việc thực hành hình dung tưởng tượng để thu hút số tiền mà bạn muốn, mà Jenny đã hướng dẫn trong video phương pháp triết quyết kỳ diệu trước đây, thì cũng có thể tìm link download tờ séc này về máy điện thoại hay là laptop của bạn, và Jenny sẽ để ở phía bên dưới video. Bạn chỉ cần click vào link này và tải về máy nhé. Và bên cạnh đó, bạn cũng cần phải thực hành một số việc khác nữa, chẳng hạn như là quá trình hình dung tưởng tượng hay là viết journal mỗi buổi sáng. Lý do là bởi vì quá trình này cần sự kết hợp của đầu tiên là suy nghĩ, tiếp theo là cảm xúc và hình ảnh. Cho nên việc hình dung tưởng tượng rằng bạn đã thực sự có được ngôi nhà trong mơ của bạn, nó to lớn, rộng rãi hay đẹp đẽ như thế nào, sẽ khiến cho cảm xúc của bạn được tăng cao sau mỗi lần thực hành như vậy. Và sau khi nghĩ trong đầu thì việc tiếp theo là phải nói nó ra. Nó có nghĩa là bạn cần phải nói về căn nhà này trong khi bạn trò chuyện với một người nào đó, như là bạn bè thân thiết hay là gia đình bố mẹ của bạn chẳng hạn. Vì đây chính là một phần của lời khẳng định, là việc bạn tuyên bố với thế giới về điều bạn tin tưởng và mong muốn đạt được. Tất cả những việc này đều có mục đích là để bạn có thể cảm nhận được rằng bạn đang thực sự sống trong thế giới, trong căn nhà đó của bạn mỗi ngày. Và bạn sẽ thực hành việc hình dung tưởng tượng này vào mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, vì đó là lúc tâm trí của bạn tĩnh lặng nhất, và vào mỗi buổi tối ngay trước khi đi ngủ. Hoặc là bạn cũng có thể làm việc này kết hợp với việc nghe những bản nhạc thiền thu hút tiền bạc, thu hút thành công mà Jenny đã thu sẵn trong channel YouTube của Jenny. Các bạn có thể vừa thiền và vừa nghe theo điệu nhạc này để giúp cho việc thu hút của bạn được nhanh chóng hơn. Hoặc là nếu như bạn có thể đến xem hay là tham quan căn nhà mà bạn muốn, thì hãy đến đó. Khi đi khắp căn nhà này, hãy xem từng căn phòng, hít thở mùi hương của căn nhà, chẳng hạn như là mùi sơn tường, mùi nhà mới hay là mùi của đồ vật trang trí trong nhà. Ghi nhớ cảm xúc đó, sống trong cảm xúc đó. Hoặc là bạn nào có những bức hình về căn nhà mà bạn muốn thì hãy sử dụng nó. Hãy đem những hình ảnh này in sâu vào tiềm thức của bạn và đi ngủ cùng những hình ảnh này để tiềm thức của bạn giúp thu hút nó trong lúc bạn ngủ. Kỹ thuật này gọi là thu hút trong khi ngủ, và đây là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất của luật hấp dẫn. Chẳng hạn như với John Ashraf, là một nhà doanh nghiệp phi thường và là một diễn giả quốc tế và là một bậc thầy sử dụng luật hấp dẫn để tạo ra cuộc sống trong mơ, đã chia sẻ rằng trong lúc dọn dẹp những thùng đồ mà ông vừa chuyển đến ngôi nhà mới mua, thì ông đã mở ra một cái hộp cũ để tên là Vision Board hay là bản tầm nhìn, và trong đó có hình ảnh của một ngôi nhà rất đẹp. Và ngôi nhà đó không chỉ giống mà chính xác là ngôi nhà mà ông vừa mới mua. Ông kể rằng đó là hình của một ngôi nhà mà ông đã cắt ra từ một tờ tạp chí nhà đẹp 5 năm về trước và dán nó lên tấm bản tầm nhìn của mình. Vào thời điểm mà làm điều đó thì ông không biết rằng ngôi nhà mơ ước của mình ở đâu hay là làm sao để tìm thấy được nó. Sau đó thì tấm bản tầm nhìn này được cất vào trong kho suốt nhiều năm. Thế nhưng cuối cùng thì ông đã mua được và sống trong chính ngôi nhà mà ông đã tưởng tượng. Ok, đến đây có một số bạn sẽ kiểu oh my god, cái này phải lâu như vậy mới đạt được á, hay cái này nhiều việc phải làm quá, có cách nào vừa nhanh vừa dễ hơn không Jenny? Thế thì các bạn cần phải biết rằng, thứ nhất, các quy luật của vũ trụ rất đơn giản nếu bạn hiểu được chúng, nhưng nó không dễ làm. Do đó bạn cần phải thường xuyên luyện tập. Thứ hai là cho dù bạn muốn hoàn thành được bất kỳ điều gì trong đời thì bạn cũng cần phải bắt đầu quá trình đó, và thời điểm tốt nhất để bắt đầu chính là ngay bây giờ. Vì nếu không phải ngay lúc này thì là lúc nào? Và Jenny muốn các bạn hãy ghi xuống hay là comment xuống câu nói này: hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nghĩa là nếu bạn vẫn làm những gì bạn thường làm thì bạn chỉ nhận được những thứ mà bạn đang nhận. Nếu bạn không nỗ lực cố gắng ngay hôm nay thì 10 năm nữa bạn cũng không thể có được những thứ mà bạn muốn có.
Vì thế bạn cần phải hiểu rằng khả năng tưởng tượng là bước đầu tiên để đạt được thành công trong tương lai. Bởi vì cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phải nhìn thấy nó, sau đó tạo ra nó bằng cách nỗ lực thực hiện. Giống như khi người ta hỏi danh họa nổi tiếng Van Gogh rằng làm thế nào mà ông vẽ ra được những bức tranh tuyệt tác như vậy, thì ông đã trả lời rằng tôi mơ về những bức vẽ và tôi vẽ lại những giấc mơ. Ok, vậy là bạn đã nắm được quá trình thực hành của việc thu hút, và bạn cần phải thực hiện những bước này hàng ngày. Tuy nhiên, có một điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là sau khi bạn đã hoàn thành quá trình luật hấp dẫn này rồi, thì bạn không được suy nghĩ về nó trong suốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Nghĩa là bạn sẽ không được liên tục suy nghĩ kiểu sao nó chưa xảy ra, sao điều đó chưa tới, sao mình chưa có được điều mình muốn, vân vân. Vì hãy nhớ rằng để thành công trong luật hấp dẫn, tuyệt đối không có chỗ cho những nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi xuất hiện. Khi không còn tâm mong cầu, bạn chỉ đơn giản là tiếp tục làm những việc bạn cần làm hàng ngày, thực hiện những kế hoạch đã đề ra, hoàn thành những mục tiêu trong phần hành trình mà bạn đã viết xuống. Và chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được thứ mà bạn đã luôn mong muốn bấy lâu. Bởi vì khi nào và làm thế nào để bạn nhận được những điều bạn muốn không phải là việc của bạn. Đó là việc của vũ trụ và Thượng Đế. Họ sẽ biết được chính xác thời điểm nào là tốt nhất, phù hợp nhất để mang đến cho bạn điều mà bạn mong muốn. Còn việc của bạn là cố gắng hết sức để hoàn thành những gì bạn cần làm và dọn dẹp tâm trí để sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ xảy đến. Ok, và đó là những nội dung cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Và nếu như bạn nào chưa download về những cuốn sách ebook hay nhất mà Jenny đã tuyển chọn trong tủ sách tâm linh, thì có thể nhấn vào link ở bên dưới video để tải về máy những cuốn sách này nhé. Còn bây giờ nếu như bạn thích video này thì hãy nhấn like, share và comment bên dưới cho Jenny biết trải nghiệm của bạn. Và nếu bạn nào chưa subscribe đăng ký thì nhớ ấn nút subscribe và bật luôn cái chuông thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.